Dạ rồi, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Chào mừng quý anh chị khách hàng quay trở lại với kênh của Bắc Rồi Sài Gòn Ô Tô. Thì hôm nay đầu tháng 6 rồi nha anh chị, thì em xin cập nhật những dòng xe hiện tại đang có tại cửa hàng bên em. Đó, cũng như là dòng xe này, màu sắc xe và giá cả xe luôn nha anh chị. Và hiện tại cửa hàng bên em đang có nhu cầu là thu mua rất là nhiều loại xe đã qua sử dụng. Đặt tất cả dòng xe luôn nha anh chị, từ xe Mỹ, xe Hàn, xe Đức, xe Nhật luôn nha anh chị khách hàng ha. Và đặc biệt là mua giá cao đối với những xe mà đi ít nè, bảo dưỡng đầy đủ tại hãng nha anh chị, không tai nạn đâm đụng ngập nước nha anh chị. Đó, anh chị khách hàng chỉ cần gọi với số điện thoại của em bên dưới nha, 0901426942 để gửi thông tin xe và bên em sẽ thẩm định giá xe miễn phí và mua xe tại nhà nha anh chị khách hàng, full tiền trong ngày luôn nha anh chị. Rồi, để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em xin mời anh chị mình cùng đi một vòng tất cả quanh xe của cửa hàng bên em nha. Rồi, đầu tiên đó là mẫu Toyota Fortuner 2.7 máy xăng nha anh chị khách hàng. Xe được sản xuất năm 2019, một đời chủ đập thùng và đi 35.000 km nha anh chị. Xe có biển số là 60A nè, 65015 anh chị ha. Xe có tông màu là màu đen. Nội thất bên trong là màu đỏ nâu nha anh chị. Xe được lên khá là nhiều option đồ chơi, nào là về che mưa nè, chén tay cửa chống chày nè, ốp bật lên xuống chống chày anh chị ha. Đó, lót sàn. Đấy. Xe được trang bị độ lên cả hệ thống cấp điện luôn nha anh chị. Đó. Máy xăng ha, 2019. Trang bị cấp điện luôn anh chị khách hàng ha, rất là tiện lợi. Xe thì keo ốc nắp cốp sau nè, keo chỉ vẫn còn nguyên zin hết nha anh chị khách hàng. Đó, xe thì cũng được lái dán phim cách nhiệt cho mình ha. Đây Luma nha anh chị, phim cao cấp nha. Đó, ốp viền đèn nè, viền thân xe nè, ốp bật nắp xăng anh chị khách hàng ha. Đây số km của xe nè. Đó, 35.365 km nha chị. Và đặc biệt là xe này lên bộ thể hiện kính lái, tốc độ trên kính lái nè, bộ cảm biến tốc độ, cảnh báo lệch làn đường nha anh chị. Đó, phần nội thất nè. Đây, ghế da zin theo xe, tất cả zin. Em cam kết với anh chị khách hàng là xe này nguyên zin nguyên bản nha, không tai nạn đâm đụng ngập nước, thủy kích nha anh chị. Đó, và khuyến khích anh chị mình test hãng nha, anh chị muốn test ở đâu, bất kỳ đâu đều được anh chị ha. Đó, xe có mức tiêu hao nhiên liệu là 10 lít trên 100 cây nha anh chị. Đó, 830 triệu nha anh chị khách hàng. Hiện tại đang có giá tại cửa hàng bên em là 830 triệu và vẫn còn thương lượng nha. Đó, em xin nhắc lại 830 triệu. Toyota Fortuner máy xăng 2.7 2019 đi 35.000 cây ha. Rồi, tiếp đến đây là cũng là một Fortuner máy xăng nữa nha anh chị khách hàng. Đây là phiên bản TRD nè. Xe này á, màu đen hồi nãy là xe nhập khẩu từ Indo, còn xe này là xe lắp ráp tại Việt Nam nha anh chị. Đấy, đây 2.7 máy xăng TRD. Xe có biển số Sài Gòn luôn anh chị, số thần tài luôn ha. Xe này thì thuộc dạng vào xe lướt nè. Xe được sản xuất năm 2019, một đời chủ đập thùng. Có màu trắng ngọc trai và đi chỉ 7.600 km thôi nha anh chị. Đây, 7.600 km nha. Cái này em cam kết với anh chị khách hàng là chuẩn km không tua nha anh chị khách hàng ha. Đó, xe vẫn được lên ốp bật có đèn nè, dán phim cách nhiệt nè, về che mưa nè ha, chén tay cửa cũng đã lên khá rồi anh chị ha. Và đây có giá bán tại cửa hàng bên em là 920 triệu nha anh chị. Đó, một con xe cọp nha anh chị khách hàng. Đây, 920 triệu, màu trắng ngọc trai, phiên bản TRD, máy xăng ha. Đó, quay một vòng để anh chị xem qua nha. Xe cực kỳ đẹp luôn nha anh chị, biển số thành phố luôn, thành tài. Đó. Rồi, tiếp đến đây là mẫu Mazda CX-5 5 chỗ gầm cao nha anh chị ha. Đây là Mazda CX-5 phiên bản 2.5 một cầu nha anh chị. Xe có biển số Sài Gòn luôn nè, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xe có tông màu là màu đỏ, nội thất bên trong là màu đen. Và xe đi được 48.000 km nha anh chị khách hàng. Đó, 48.000 km. Đây, quay tổng thể xe màu đỏ nha anh chị nha. 48.000 km. Xe còn cực kỳ đẹp nha. Đó, bản 2.5 và đang có giá bán là 660 triệu nha anh chị. Rồi, tiếp đến là mẫu 7 chỗ nè, Toyota Rush 1.5 AT nhập khẩu từ Indonesia nha anh chị. Xe màu đen. Nội thất bên trong đã được bọc lên bộ da nha anh chị. Màu đen luôn anh chị cái này ha. Đây. Xe đi 45.000 km nha anh chị. Đó.
Toyota Rush 1.5 AT 2019 đi 45.000 km và đang có giá bán là 525 triệu nha anh chị. 525 triệu nè. Rồi. Đây là con Honda CVL 2020. Là bản cao cấp nhất nha anh chị và đã có hàng cọc rồi. Rồi, tiếp đến đây là mẫu Mazda CX-3. Mazda 3 nha anh chị. Em xin lỗi. Mazda 3 mẫu sedan 2019 đi 45.000 km. Đó. Đây có biển số tỉnh luôn nha anh chị. Đây biển tỉnh nè. Xe cũng đã lên khá là nhiều option nha. Giống như là cả miếng ống sức lốp nè, camera hành trình, dán phim cách nhiệt, bè che mưa nè ha. Đó, đầy đủ đồ. Đây. Và đang có giá bán là 510 triệu nha anh chị khách hàng. 510 triệu thôi nha. Anh chị đã có ngay một mẫu sedan rồi. Đó. Xe trẻ trung, hiện đại, full option, có cả cửa sổ trời luôn anh chị, chế độ lái phanh ta điện tử luôn nha. Đó. Rồi tiếp theo đó là mẫu xe 5 chỗ cỡ nhỏ hatchback hạng A nữa nha anh chị, Toyota Wigo. Xe 2019 và đi chỉ mới có 66.000 km nha anh chị ha. Xe có biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nè. Đó, 51H05508 ha. Xe này phù hợp với anh chị mình đi, mình vừa mới lấy bằng lái ha, mà mình vừa muốn tập lái nè, hoặc là mua về đi sử dụng gia đình, kinh doanh vẫn rất là ok nha anh chị. Toyota Wigo số tự động nha. 2019 đi 66.000 cây nè, số tự động nha anh chị ha. Đó, nội thất máy lạnh này nọ vẫn là máy lạnh còn rất là ngon nha anh chị. Ghế nè, được bọc da nè, rất là xịn sò nha, cực kỳ sạch sẽ nha anh chị. Đó. Đây, Toyota Wigo 1.2. Động cơ 1.2 nha anh chị. Đó, một mẫu hatchback hạng A nè. Và đang có giá là 300 triệu thôi nha anh chị, 300 triệu. Đi cũng cực kỳ tiết kiệm nha, có 5 lít trên 100 cây thôi nha anh chị. Đó. Rồi. Tiếp đến đó là mẫu Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu nha anh chị khách hàng. Đây. Con này là Toyota Fortuner 2 cầu nè. Đó, xe 2017 và đi 88.000 km nha anh chị và đang có giá bán là 740 triệu nha. Đây, xe màu bạc và xe có biển số Sài Gòn luôn nha anh chị. Đó, Toyota Fortuner 2 cầu 2017 đi 88.000 cây. 780 triệu nha. Đó. Xe thì còn đăng kiểm còn dài nha anh chị, tới tháng 2 2024 nha. Rồi. Rồi, tiếp đến đó đây là mẫu Mazda CX-5. Xe siêu lướt nha anh chị, 2022, bản luxury và đi 7.000 km nha anh chị khách hàng ha. Đây. Màu đỏ luôn, xe có tông màu đỏ luôn nha anh chị, bản luxury nha. Đó, nội thất bên trong là màu đen nha anh chị. Đó, đi 6.000. Có cả những cái tem chưa bóc ra luôn nha anh chị khách hàng. Đó, xe có biển số Sài Gòn và hiện tại đang có giá bán là 770 triệu nha anh chị. Đó, 770 triệu ha, đi 7.000 cây, xe 2022. Đó. Rồi, tiếp đến là mẫu Kia Cerato nha anh chị khách hàng ha. Biển tỉnh nè, xe 2016 đi 32.000 cây và đang có giá bán là 435 triệu nha anh chị. Đây, 435 triệu mẫu sedan hạng D nha anh chị, Kia Cerato nha. 2016. Đi 22.000 cây ha. Đó, xe có cả trang bị cửa sổ trời luôn nha anh chị. Đó. Đây. Rồi, tiếp đến đây là mẫu Mazda 3. Xe này sản xuất năm 2020 nha anh chị khách hàng, đi 22.000 cây. Mazda 3 sedan nha anh chị và đang có giá bán là 530 triệu nha. Đó, Mazda 3 nè, màu xanh nè. Màu xanh Carbonside cũng rất là đẹp nha anh chị, thời trang nha. Đó, mẫu sedan nè. Nội thất bên trong là màu đen luôn nha anh chị khách hàng. Đấy. Đây, màu đen nè. Vẫn là phanh ta điện tử, chế độ lái ha. Hiện tại em đang có bên kia là con màu đỏ và con bên đây là con màu xanh nha anh chị khách hàng. Đó, 530 triệu ha. Con kia 510 triệu 2019 màu đỏ. Rồi, tiếp đến là mẫu VinFast Lux SE nha anh chị khách hàng. Đây là bản base nha, 2022 và đi lướt 10.000 cây nha anh chị. Đang có giá bán chỉ có 660 triệu thôi nha anh chị khách hàng. Đi 10.000 cây 2022 nha, màu đỏ nè. Đây, xe có biển số Sài Gòn luôn anh chị, 51K nè. Đây, thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Đó. Xe cực kỳ rẻ luôn anh chị. Lúc thời điểm trước là lăn bánh con này tới 1 tỷ mấy nữa nha anh chị khách hàng.
Nó đăng kiểm thì còn dài ha, tới tháng 1 2025 nè. Đó. Xe cam kết với anh chị khách hàng là không tai nạn đâm đụng nha. Khuyến khích anh chị mình test bên thứ ba nha anh chị khách hàng. Rồi, tiếp đó là mẫu 7 chỗ nè. Kia Sedona nha anh chị khách hàng. Đây là phiên bản 3.3 bản full xăng nha anh chị. AT full xăng nè, xe 2016 và đi 85.000 km nè. Xe hiện tại đang có giá bán là 630 triệu nha anh chị. Đó, xe có biển số là ở Sài Gòn luôn nha anh chị ha, 51 giờ nè. Anh chị nào mình đang cần tìm Sedona bản xăng, máy xăng bản full ha. Xe có tông màu là màu xanh nè. Đó. Nội thất bên trong là màu kem nha anh chị. Đây, đó, màu kem nha. Đó, ghế chỉnh điện, cửa chỉnh điện, bản full luôn nha rồi nha anh chị. Đấy, có cả sấy ghế, sửa ghế nè. Nội thất còn cực kỳ đẹp luôn nha anh chị ha. Đó, chỉ 630 triệu thôi anh chị khách hàng ha. Đó, có ngay một con xe sedan rộng rãi rồi. Ủa, có một mẫu xe SUV rộng rãi nha anh chị ha. Rồi, tiếp đến. Đây là Mazda 6 nha anh chị khách hàng ha. Mazda 6 2016 đi 68.000 cây nè. Và đang có giá bán là 520 triệu nha anh chị. À, 400 giảm rồi anh chị ha. Giảm còn 490 triệu ha. Đó, lúc trước đang là 520 triệu thì mấy em đang có chương trình giảm giá nha. Đó, màu trắng luôn. Một mẫu sedan hạng D nha anh chị khách hàng ha. Ngang cùng phân khúc với lại Camry nè. Hoặc là Honda Accord nha, Accord nè anh chị ha. Mà hiện tại hôm nay là chỉ có 490 triệu thôi anh chị đã sở hữu ngay con xe rồi. Xe này đi cũng khá là ít nha anh chị, 2016 mà đi mới có 68.000 km ha. Chuẩn km nha anh chị, bên em là không tua đồng hồ km nha. Và full lịch sử hãng, bao test hãng nha anh chị. Đó. Rồi, tiếp đến là mẫu Toyota Rush nè. Con này Toyota Rush 2019 và đi 27.000 cây nha anh chị. Đó, màu bạc. Xe thì có biển số là biển số tỉnh nha anh chị ha, 60A nè, 2019 đi 27.000 cây ha, giá hiện tại là 545 triệu nha anh chị. Đó, xe cũng đã được dán phim cách nhiệt lên màn hình giải trí nè. Lên màn hình Android bự rồi nha anh chị ha. Đó, rồi, bà đã lên bọc ghế da lại cho mình luôn ha. Ghế trước là ghế nỉ nè. Đó, xe đi chủ đi giữ gìn rất là kỹ nha. Xe còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, bốn mâm vỏ zin theo xe là vẫn còn luôn nè. Đó, 2019 nè anh chị thấy chưa? Vỏ còn rất là dày luôn nha. Mình về mình đi thêm 40-50 ngàn là vẫn còn ok nha anh chị. Đó. Đăng kiểm thì còn dài ha, tới tháng 7 2024 nè. Đó. Xe điểm sơ xe này nha, đã được lót sàn nè. Lên màn hình giải trí nè, dán phim cách nhiệt nè, gắn về che mưa nè. Đó. Đầy đủ option cho mình ha anh chị. Xe thì có biển số tỉnh ha, 545 triệu và vẫn còn thương lượng nha anh chị. Rồi, tiếp đó là mẫu 5 chỗ từ nhà Toyota nữa nha, đó là mẫu Toyota Cross Hybrid nha anh chị. Xe 2020 và đi 39.000 km nè. Đó. Xe thì có biển số tỉnh nè, này khách hàng thì ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà hộ khẩu ngoài kia nha anh chị, thì xe bên em vẫn cam kết là hồ sơ pháp lý sang tên rõ ràng nha anh chị khách hàng ha, bao rút gốc cho anh chị. Đó, xe thì còn đăng kiểm nữa tháng 5 2025 ha, còn rất là dài nha anh chị ha. Xe đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ có 5 lít trên 100 cây thôi. Đó, mẫu hybrid cao cấp nhất của dòng Toyota nè. Đây, trang bị ghế da luôn nha anh chị. Đó, chỉnh điện, có cửa sổ trời. Màn hình thì đã được lên màn hình nhìn giải trí độ luôn rồi nha anh chị. Đó. Xe thì được gói an toàn cao cấp của Toyota, giống như là cảnh báo lệnh làn đường, hệ thống giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm ha. Có cả cảnh báo điểm mù luôn nha anh chị khách hàng. Đó. Và chốt giá lại là 790 triệu nha anh chị. Quá hời anh chị ha, quá rẻ. 790 triệu. Sở hữu ngay con xe vừa tiết kiệm hiện đại nữa nha anh chị ha. Rồi, tiếp đến đó là mẫu Mazda 3 nữa nha anh chị. Đó, bên em đang có 3 con Mazda 3. Con này là con màu trắng, con kia là màu xanh và con màu đỏ ha. Con này được sản xuất năm 2020 và đi màu đời chủ lục thùng, đi 29.000 km nha anh chị. Đó. Đây, màu trắng luôn nha. Nội thất kem nha anh chị. Đó. Nội thất cực kỳ sang trọng luôn nha anh chị ha. Rất là sáng ha. Đây. Xe 20
20 đi 29 ngàn lướt, 29 ngàn nha anh chị ha. Mâm vỏ zin theo xe là vẫn còn luôn nè. Đó, anh chị thấy cái vỏ không? Còn rất là dày nha. Đây. Đó, sản xuất từ thứ 8 2019 nè. Đấy. Rồi, xe này đang có giá bán là 540 triệu nha anh chị. 540 triệu. Đó, em có 3 sự lựa chọn cho mình ha. Màu đỏ, màu trắng và màu xanh anh chị ha. Rồi, tiếp đến đó là mẫu Honda CR-V bản L nè. Xe này biển số Sài Gòn luôn nha anh chị. Đó, 51H nè. Đấy. Đây. Bản L, bản cao cấp nhất nha anh chị ha, 2019, một đời chủ lập thùng mà đi 50.000 km nha anh chị ha. Đây, xe còn đăng kiểm đến tháng 1 2024 nè. À, màu trắng này nha anh chị. Bốn mâm vỏ zin theo xe vẫn còn luôn nha anh chị ha. Đây, đó, mâm rất là đẹp ha anh chị, rất là cứng cáp luôn ha. Bản L cao cấp nhất. Đây, nội thất nè. Chị thấy không? Còn ghế da nè. Nội thất còn rất là đẹp ha. Đấy. Một mẫu xe phải nói là cũng từ Nhật Bản nha anh chị, và được trang bị là công nghệ phải nói là rất là nhiều ha, rất nhiều công nghệ tiên tiến. Xe này cũng được phanh tay điện tử nè, rack hose nè, máy lạnh tự động hai vùng độc lập ha, màn hình cảm biến, nút đề start up nè. Đó, cái phần vô lăng nè có rất là nhiều cái hệ thống, giống như hệ thống đàm thoại rảnh tay ha, có cả set tốc độ đi cao tốc nữa nha anh chị, ga tự động ấy. Đó, phần nội thất bên trong này, nội thất còn cực kỳ ken luôn anh chị ha, và chỉ có giá bán là 815 triệu thôi nha anh chị. Đó, 815 triệu sở hữu ngay dòng 7 chỗ, thương hiệu Nhật Bản nha, Honda CR-V L nha anh chị, màu trắng luôn ha, một màu cực kỳ ưa chuộng, sang trọng đi gia đình luôn nha anh chị. Rồi, tiếp đến đó là mẫu Ford Everest Titanium 2.0 nha anh chị, hai cầu ha. Xe này biển tỉnh nè, 62 anh chị ha. Đó. Xe được sản xuất năm 2018 và đi 58.000 km nha anh chị ha. Và đây có giá bán là 860 triệu. Đó, xe lên rất là nhiều option. Dán phim cách nhiệt, camera hành trình. Đăng kiểm còn tới tháng 4 2024 luôn nha anh chị. Đó. Đây. Cái ốp bật sáng chữ Ford Everest nè. Chỉnh điện bên tài bên phụ luôn nha anh chị. Tần số cực kỳ thể thao rất to ha. Dành cho anh chị nào mình đi thích cái gì đó nó hầm hố to ha anh chị. Đó, đầy đủ công nghệ luôn ha, an toàn, ga tự động nè, chế độ chuyển cầu gài cầu và đi chọn địa hình nha anh chị ha. Ford Everest bản full nha anh chị, titanium hai cầu ha, 2.0, đi cực kỳ sướng luôn nha anh chị ha, đi sướng hơn Fortuner nhiều. Đó, có cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn ha, từ trước về sau luôn nha anh chị. Đó, và chỉ có mới có giá bán là 860 triệu thôi nha anh chị, cực kỳ hot nha. Đó, này tất nhiên là chỉnh điện rồi nha anh chị ha, cốp là chỉnh điện nè. Đây, gì đó chưa. Rồi, đây tiếp đó là mẫu Kia Sorento nha anh chị ha, xe siêu lướt 2022 và đi chỉ mới có 6.000 km thôi, hiện tại đang có khách xem luôn nha anh chị, khách chuẩn bị full tiền nè. Đó, xe quá đẹp mà, bốn mâm vỏ zin theo xe, đi 6.000 km 2022, đang có giá bán. Đây là mẫu bản Kia Sorento 6 chỗ nha anh chị, bản Signature nha, xe 6.000 cây đó, anh đang có khách xem ha, xe cực kỳ đẹp nên là khách có thể là full tiền như nha anh chị, đang có giá bán là 990 triệu đó. Dạ rồi, sau khi điểm qua hết tất cả các dòng xe tại cửa hàng bên em thì anh chị khách hàng nào mình quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại bên trên ha, 0901426942, và em cam kết với lại anh chị khách hàng là tất cả xe bên em là sẽ không lỗi năm đụng ngập nước thủy kích nha anh chị khách hàng, và bao test hãng nha, và giá trên là vẫn còn thương lượng, anh chị khách hàng nào thiện chí mình tới mình xem xe thì thương lượng giá trực tiếp, chốt giá luôn nha anh chị khách hàng ha, công chứng trong ngày. Rồi, em xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng.